Rồi hiện tại em đang lên bộ mẹ con đi giao khách nè của chú anh chị. Đó mẹ con đang ngồi trưa qua ha. Đó còn nấp nấp đông rồi. Đó giao về An Giang. Rồi hello xin chào của chú anh chị ha. Thì hiện tại em đang ở xã Mỹ Chánh, đó, Bà Rịa Bến Tre để đang bán giùm anh chủ nhà bộ mẹ con của chú anh chị. Đó con mẹ thì mẹ anh Quốc, mẹ siêu đỏ. Đó đẻ ra con cái ba bê ha. Đó thì con mẹ anh Quốc này thì đẻ con cái ba bê này thì rất đầu tiên. Đó thì bò này anh chủ nhà nó là mới có rớt một đôi răng của chú anh chị. Đó thì đẻ con cái ba bê thì được 2 tháng rưỡi tuổi. Đó nhưng mà nó thì con mẹ giao tinh vô nó giao tinh nhiêu được nhiêu ngày. Đó, nó giao tinh là lại được nửa tháng của chú anh chị. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh về cái bộ mấy con này cho cô chú anh chị xem ha. Đó thứ xem video của chú anh chị em xin một like một đăng ký. Đó em kênh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh về giá cả bộ mấy con này cho cô chú anh chị xem. Ở đây cô chú anh chị. Đó con mẹ là mẹ Angus siêu đỏ ha. Đó, để con cái ba bê nè. Đó. Mẹ thì rúng yếm đó. Còn cái con nè. Con thì em quan sát là chân móng hoàn thiện ha, không có bị ộp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó nhưng mà con mẹ Angus này đẻ con cá ba bê này thì lực của chú anh chị đít. Đó 2 tháng rưỡi tuổi á. Đít. Đó để em quay hình con cái trước ha. Đó con cái này lực ú nu luôn. Lưng nè. Đó, con cái này lực lạc ha. Ba bê sụp cọp sân lưng nè. Đó hết thằng sân lưng không. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua bộ mấy con này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó thì con mẹ này thì em đo chiều cao 1m32. Đó vú thì 4 vú ha. Đó chiều cao 1m32 đang giữ lứa đầu tiên. Đó đây cô chú anh chị, nói chung thì con mẹ này móng thì móng hại, nó không được móng sò ha. Đó chân móng đó xương sóc thì cũng to nè. Đó đầu thì đầu trụi coi sái kìa. Nó sẽ mặt nghiêm chỉnh. Đây sẽ lưng nghiêm chỉnh luôn. Đó con mẹ thì sái tích nghiêm chỉnh đó. Rồi bộ mẹ con này anh chủ nhà cũng bán với giá là 42 triệu. Đó thì anh nói là cái giá 42 triệu này anh thường thương lượng chút xíu tiền xe của chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để trong màn hình. Đó mẹ Angus siêu đỏ mới đẻ lứa đầu tiên ha. Con thì cái ba bê. Con cái này thì dài đòn nè. Đó tại vì nãy lấy dây vòng cổ lại đang cho đứng im đừng em gửi ghi hình. Đó con cái thì con thì chân móng hoàn thiện ha. Xương sóc thì to nè. Đó móng thì muốn sò. Đó 2 tháng rưỡi tuổi. Mẹ thì bơm tinh lại được nửa tháng rồi cô chú anh chị. Đó, nói chung bơm tinh được nửa tháng thì không có bao chữa được ha. Đít nè. Đó lưng đít con nè. Đó thấy không. Đó lưng đít con. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó. Mẹ anh Quốc siêu đỏ. Đó thì đối với những con bò đã rồi như thế này bên em sẽ bao cho cô chú anh chị mình bao lòi trong vòng 3 tháng ha. Đó nếu về có trục trặc lú hí gì thì cô chú anh chị chỉ chụp hình gửi cho em. Đó để em sẽ xác minh sẽ bắt bò về. Đó em hoàn tiền bò và tiền xe đủ cho cô chú anh chị mình. Đó. Con lực không? Đó, em lấy hết tướng một mấy con này. Đó.
con mẹ thì mới rớt một con răng đó. Thì cô chú anh chị nào thấy ưng mẫu mấy con này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đây em đứng xa em lấy hết tướng mẹ con nè, đó thấy chưa, mẹ thì anh gút siêu đỏ nha, con thì cái bà bê đó. Thì cô chú anh chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình, còn không ưng thì mình đợi mình kiếm những bộ khác ha. Nói chung thì bò thì mỗi người mỗi ý đó, ai thích loại bò nào thì đó mua ha, còn không thích thì mình đợi mình kiếm những cái bộ bò mình thích thì mình mua đó. Đây em bắt cô chú anh chị, tại vì em mới nghe điện thoại ha, đó thấy con uống nút luôn không, con này thì dài đòn nè, đó dài đòn khỏi nói luôn á đó. Đó xương sắp nè ha, đó thì con thì cái chân móng nó thì móng sò đó, đẹp không mẹ nó, tại vì nó là mình bò mình cấy đây lực lạc đó, thấy không, thấy cái lưng không, hết thằng lưng không đó. Đúng nè, thấy chưa, chân móng hoàn thiện nha, xương sóc thì cũng to đó. Thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số điện thoại trực tiếp nha. Đó bộ mẹ con này có giá là 42 triệu, đó thì nó cái giá 42 triệu này thì vẫn còn thương lượng chút xíu từ xe đó. Đó con mẹ thì sái tích nghiêm chỉnh đó, đúng miếng đầy đủ ha. Nói chung thì con mẹ này thì cũng tàn cũng xương thì cũng lớn nè đó, nhưng mà nó này cũng nằm gì từng gì chị đó. Mẹ thì chiều cao 1m32, tại vì con này đó, con này nè 2,5 tháng tuổi, nhưng mà lực lạc nè đó, thấy không đó. Rúng đó, con lưng nè, hết thằng cái lưng không đó, đít nở dài nở ha, con đít nở dài đòn nè đó, lưng thì lưng đôi đó. Thì cái dòng siêu này nó mắc sữa chắc cái chuyện cũng đã biết rồi ha, nó dòng siêu dùng cọp với ba bê rồi thì nó mát sữa ngang nhau đó đó. Nhưng con cái thì nuôi nhiều quá thì khi mình bỏ bê thì con mẹ nó ốm quá nên con nó không mắc sữa hung đó. Nhưng mà con mẹ này thì nói chung là dòng siêu này nó gầy gậy vậy, chứ mà đe con ra thì mát sữa đó, khỏi nói luôn đó. Thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại bên trong màn hình đó. Đúng không, đó mẹ thái tích nghiêm chỉnh, đúng miếng đầy đủ ha. Đó cô chú anh chị, đó thì hình ảnh và giá cả của bọn mấy con này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi đó. Nếu cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì bây giờ em xin kết thúc video, xin chào cô chú anh chị.